哎，来，不好意思，带。我有我搞的，两天来嘛，我你飞。刘伟嘛，温度就因为空调关了两度，不好意思。走，我再走呢，我再走。那嘛，不好意思。Cậu cho cháu lúc nào buồn, cậu cháu mình có tán không? Bỏ đi! Cho cháu! Cho cháu! Dạ! Bỏ chứ! Dạ, xin chào thế tử à! Dạ, chào cậu à! Nhú mẫu này à! Nhú mẫu đi đâu đấy? Dạ, xin cậu bảo mẫu với phu nhân là có người làng Đông Cát, những người cậu quản ngày xưa, xin được vào gặp phu nhân nào. Thế. Dạ. Đưa nhú mẫu vào gặp phu nhân. Dạ. Con cứ ở đây chờ u nhá. Dạ. Dạ. Mời nhú mẫu vào. Hà đấy à? Dạ. Hà ở quê lên đây có việc gì thế? Dạ, thưa thế tử. Mẹ cháu dẫn cháu lên đây theo hầu cậu Toản để xung quân phá giặc ạ. Sao? Xung quân phá giặc chứ? Dạ. Ghê gớm nhỉ. Anh Phúc Toản vừa mới về, đang ốm, lại vừa ra lệnh khép chặt cửa phòng, không tiếp ai lúc này đâu. Ngồi xuống đây, rồi ta bảo người mang nước cho mà uống. Dạ. Người nhà quê là hay đi lung tung lắm. Cẩn thận, ra ngoài đường xe ngựa nó xéo cho bẹp ruột đấy. Hê. Dạ. Mang nước cho Hà. Dạ. Dạ, cảm ơn cậu. Cháu không khát nước ạ. Hà giận đấy à? Giận à? Hà cầm cái gì thế? Cầm gì đấy? Dạ, thưa cậu, sách quê mà. Sách quê lần dài thế. Dạ thưa cậu, đây là cuốn sách của cậu Toản. Bữa nọ về quê chơi, cậu ấy để quên. Hôm nay cháu mang lên đây cho cậu ấy. Cháu cũng chẳng biết là sách gì đâu ạ. Đưa ra xem nào. Chết chết. Đây là sách binh thư hữu lực của quốc công thiết chế Hưng Đạo Đại Vương đấy. Trời ơi, lại còn cả bài hình ngài soạn ra cho các tướng sĩ của ngài thế này. Ôi, hay quá cậu ơi. Cậu ơi, cậu đang thấy chúng ta có nghe một đoạn đi cậu. Này các người yêu ta thế, ngày nào chả yêu, ngày nào chả quý. Người có chữ sướng thật đấy. Vâng, cậu đọc đi. Kiểu ta vào kia ngồi, người ta đọc cho mà nghe. Này các ngươi, ngồi nhìn chúa nhục không lấy làm lo, mắt trông quốc sĩ không lấy làm thèm, hầu lũ giặc mà không biết tức, đãi kẻ thù mà chẳng biết căm, lại ham chơi, đánh bạc, chọi gà, quyến luyến vợ con, lo sự giàu. Ông kia kìa, cậu làm tiếp đi. Văn thơ của Hưng Đạo Đại Vương quả là chát tuyệt. Một chữ không thừa, một lời không uổng. Dạ thưa cậu, văn chương thì cháu không hiểu lắm, nhưng ý của Hưng Đạo Vương thì cháu thấy rõ ràng lắm ạ. Mà sách này ngài soạn ra cho các tướng sĩ của ngài. Ta đây không phải là tướng sĩ, bất tất đọc nhở. Vâng thưa cậu. Cậu ơi, cậu đọc cho cháu nghe một đoạn đi cậu. Không, ta đang bận. Cậu đọc đi cậu. Nếu để rồi đây giặc thát tràn vào thì cửa gà sắt hồn đông rót dọc mẹo bạc tài khó quật mưu gian,
lắm ruộng nhiều quần không đủ trở thân, vợ con líu xíu không thể dùng trong việc quân việc nước. Đến lúc ấy không những ta bị tan hoang khai ấp mà các ngươi cũng bị mất hết ruộng vườn. Chẳng những kiếp này ta chỉ mang nhục gọng hờn mà gia thanh các ngươi muôn đời sau cũng ố tỉ mãi mãi. Hay hay, hay quá. Ôi nào ra cậu Toản ơi, hay lắm, lời tha thiết truyền đi bốn cõi, gọi trẻ già trai gái đứng lên sắm tay mà đánh quân Nguyên sao cho nhà vương ơi nhà nước yên mới. Cậu Toản ơi hay lắm. Anh Hà, dạ ta nghe nói Nhũ Mẫu cho anh sang ở hẳn với ta để ngò đại sự, phải thế chăng? Dạ thưa cậu, đúng rồi ạ. Nguyên là cháu định. À cậu đấy đấy đấy, lại sắp sửa con cà con kê đấy anh Toản à. Anh Toản này, anh em ta là dòng quý tộc, chưa đến Phật lo ấy thì nhọc chí làm gì, chi cho bằng yên vui.
Nhưng chính anh vừa rồi đi dự hội nghị bình than, vua đã không khiến anh điều binh khiển tướng. Anh Toản này, trái cam vua ban cho anh đâu? Người hỏi làm gì? Thấy chưa? Nói đến trái cam anh ấy còn nổi nóng, thì giờ đây anh phải làm gì? Nhà vua không đánh cậu thật ư? Chính thế đấy. Còn già như ta còn nhỏ tuổi, không cho ta tham dự việc quân cơ. Rồi là quan gia lại tặng quả cam như là dỗ trẻ ấy. Nhi, tôi mà được vua ban quả quý, ắt đem về trình với phu nhân. Bóp nát quả cam là phạm tội khi quân, là không biết trọng hoàng ân ban tứ. Cậu Toản ơi, tôi từ xa xăm tới mong theo cậu tổng trinh, thế mà nay ước nguyện chẳng thành, xin cậu bảo một lời cho phải à. Anh ạ. Bảo cái gì? Bảo cái gì? Bảo với ngươi rằng hãy về với ruộng với trâu, hãy vui cây mí cây bầu chứ sao. Không, lòng tôi nay đã quyết, chưa đánh tan giặc Thát chưa về. Cậu bạn ơi, trai làng tôi mở hội ăn thề, thích lên cánh tay hai chữ chạm sát Thát. Giặc bắt được quyết không hàng giặc, còn một tay còn chém được thủ. Đây, cậu ơi, cậu xem đây. Ôi, sát Thát. Ôi, sát Thát lời thề, sát Thát. Khiến lòng ta sôi sục không yên. Anh Hạ, dạ, hãy mau lấy mực lấy kim, thích hai chữ lên tay ta ngay lập tức. Dạ. Rồi tôi với cậu xin trung quân thánh dực, nước vua không cho, ta cũng cứ xin vào. Quan ấy lấy dùi đâm thịt, phải chăng các ngươi hãy nói thử ta nghe, thích chưa cánh tay, chẳng phải tự đưa đầu vào bếp lửa à? Dạ thưa thế tử, chúng tôi thích chưa cánh tay là thề không đội trời chung với nó, là không để quân thù đạp đổ, đất nước cha ông từ cổ lưu truyền. Còn những ai cam phận sống ươn hèn mà run sợ trước quân Nguyên thì mắc. À, tên dân phu kia, ai cho ngươi dám loạn ngôn và phủ phép ta? Ta đi! Mở cổ ra! Hả? Thế tử hãy nghe ta. Kẻ làm trai mà không bảo trọng sơn hà, là đắc tội với dân với nước. Ta hổ thẹn vì thấy em bạc nhược, không xứng danh dòng dõi anh hào. Thì tôi cũng phải vì anh mà khuyên nhủ đôi câu chứ. Ta nghe tiếng non xuân, chứ không nghe lời thế tử. Nhưng thân thể ta, cha mẹ sinh ra, phải lo gìn giữ. Nhưng không được đem thân quỳ gối trước quân thủ. Việc thế phải sau nhắc tới bây giờ, không thể ngậm mối hờn vong quốc. Thế tử đã nghe rõ chưa? Nhưng phép các nhà vương gọi chỉ tội đưa nghịch nước, lệnh nước cấm nghiêm, sát hại dân thường có lòng yêu nước. Ra đây! Dạ! Loan cổ ra! Thế tử! Gia binh, chớ động thủ mà ta hỏi tội các ngươi. Lui về, gia binh, cứ đâu đi. Mày, cho mày, cha, cha con nói. Con nói, làm sao đến này hả con? Con nói. Trời ơi, con tôi làm gì mà các ngươi lại hành hạ con?
Mẹ ơi, con không về đâu mẹ. Mẹ ơi, công cha mẹ xem bằng núi tàn, nhưng nghĩa non sông ví tựa biển đông. Mẹ nước nhà binh lửa đang nồng, có lẽ nào con cam tâm lần chân. Nhưng con ơi, mẹ con ta đến đây là xin phò binh mã. Nhưng nay phu nhân đã khéo chối từ. Con ơi, đây không phải là nơi con thỏa nguyện xung quân. Đây là chốn giường cao chiếu sạch, đẹp ấm chăn em lại câu binh cách. Thôi, con hãy theo mẹ về tìm nơi khác tầng quân. Ta đi để con, đi con. Nhu mẫu ơi, hãy khoan bước đã. Dần con chi mà người phải vội về. Cậu Toàn, cậu Toàn ơi, dầm trường cất bước ra đi. Dập lòng vì nước, lo chi tuổi già. Mong con tỏ mặt với sáng hà. Vậy mà đây. Nhu mẫu ơi, bởi rồi trong lòng chân.